Cận Tết cũng là thời điểm các làng hoa đặc biệt nhộn nhịp. Tại vùng trồng hoa ở Mê Linh, Hà Nội, giá nhiều loại hoa tăng gấp 2, thậm chí là gấp 3 lần chỉ trong vòng có một tuần. Nếu cách đây 10 ngày, mỗi cành hoa hồng chỉ từ 1.500 đến 2.000 đồng, nhưng bây giờ cũng đang tăng gấp đôi lên 3 đến 4.000 đồng một bông. Theo các tiểu thương ở chợ đầu mối hoa Mê Linh, hiện các loại hoa như hồng, dơn, cúc đang tăng giá mạnh nhất, sức tiêu thụ cũng rất tốt. Các loại hoa cúc và dơn hiện đã được các đầu mối báo giá sẽ tăng khoảng 30% chỉ trong vài ngày nữa.